À, thưa quý vị, bây giờ tôi và các vị bắt đầu trộn món mì chay nha. Nha, trộn món mì chay. Thế bây giờ thay vì trưa nay là người ta làm bằng tàu hũ chiên rồi ta thái đĩa ra. Nhưng mà tôi thì không làm bằng tàu hũ, vì có khi làm tàu hũ nó cực lắm. Tàu hũ mua loại này loại kia nó cực. Cho nên bây giờ tôi làm mà cái món gọi là thịt lát chay như thế này nè. À, thịt lát chay là thấy không? Làm thịt lát chay. À, các vị thấy chưa? Thấy cái loại này chưa? À, nó tên là Verisol gì đó. Đó, thấy không? Rồi giờ tôi làm rồi nghe. À, tôi làm thịt lát chay. À, thưa quý vị. À, bây giờ cái này tôi ngâm, tôi ngâm cho nó xả ra. À, nhưng mà các vị nên nhớ một điều rằng khi ngâm á, tại vì mình không biết rằng người ta làm có vệ sinh hay không, cho nên khi chúng ta tháo xé cái bịch này ra chúng ta ngâm á, thì chúng ta để thêm một miếng bột hòa vô nước ngâm thì nó sẽ ra rất là sạch sẽ ha. À, rồi ngâm cho nó mềm, chúng ta rửa ra nhiều nước, bóp ra cho nó nhiều nước, ra hết cái vàng, cái nước đục, nước vàng thì chúng ta nghĩ rằng nó sẽ sạch. À, bây giờ bắt đầu đó, khi sạch rồi, vắt hết khô nước rồi đó, thì các vị biết thái nhuyễn và ướp miếng bột canh, miếng muối. À, bây giờ khi ướp, bây giờ chúng ta xào lên cho nó chín nè. Để ít dầu thôi, cũng không cần nhiều dầu nha mấy vị. Xào lên cho nó chín. Đó. Chảo nóng chưa? Đó, xào lên cho nó chín nha. Các vị nhớ là ở ngoài đời thì ta ăn cái gì nó cũng phải là thơm, khử tỏi, khử này kia. Còn chúng tôi thì không có ăn tỏi, không có khử, cho nên các vị cảm thông. Nếu như các vị ở ngoài đời thì các vị nên khử cho nó có những cái vị thơm để mời bà con ăn thì nó thơm hơn, phải không? Còn nói với tôi thì tại vì tôi không có ăn cái chất đó, cho nên như vậy mà nó không có cái vị thơm được. Mong quý vị quan hỷ cho. Bây giờ chờ cho dầu nó nóng lên, các bạn chúng ta bỏ vào, chúng ta xào. Đó. À, các vị nên nhớ một điều rằng chúng tôi làm cái gì rất là hạn chế dầu nha quý vị, rất hạn chế dầu. À, thậm chí dĩ nhiên rồi, làm đồ chay thì cái gì cũng chiên hết á, nhưng mà các vị thấy đó là chúng tôi đều có cái giấy để cái giấy này nè để rút dầu rất là hay nè đó. Nhìn thấy không? Thế nào bây giờ tôi hướng dẫn cho các vị làm món bì ha. Bì chay. À, như các vị đã thấy rằng tôi ngày hôm qua tôi đã chiên chiên củ sắn để hôm nay nó nguội rồi đây. Nó nguội rồi tôi mới thái nhuyễn ra, có gì thấy không? Nè. Nó nguội rồi tôi mới thái nhuyễn ra nè nha. À, cái món này ở đây là thuộc khoai môn, rồi khoai tây, khoai lang. À, nếu muốn cho nó thơm, nhưng mà hôm qua thì tôi không có khoai lang, tôi chỉ có khoai tây và khoai môn thôi. Đó, bây giờ trở lại đây chúng ta làm cái điều này. Đó. Trở lại đây chúng ta làm điều này, chúng ta xào để thôi nó khét. Cái này là không để đường, để đường nó mau khét, cái nó không được để đường nha. Chỉ chút bột canh, chút muối đặng nêm cái này nó vị, cái hương vị nó đậm đà thôi. À, thay vì các vị không làm mấy món này thì các vị tà hủ các vị chia ra các vị thái nhuyễn cũng được. Xin tôi nhắc lại đây thì nó dễ hơn cái tà hủ. Thấy không? Còn nếu các vị mà không làm món này thì các vị mua tà hủ về, các vị sắc mỏng mỏng, xẻ mỏng ra rồi các vị chiên, chiên xong rồi nó nguội, các vị lạng trở lại.
Nhưng mà tại tôi là miếng chiên tàu hủ rồi cực quá thôi. Tôi mua cái, tôi làm bằng cái bịch này luôn không? Đó, đây là tôi đang ngâm để tôi làm xá xíu nha quý vị. Xá xíu đây à. Bây giờ bắt đầu làm này. Thì trong thời gian mình chờ đợi cái này, tại vì tôi bắt cái gà nó làm sao đây mình. Đó, cái nóng này. Thì đây là bún tàu. Bún tàu tôi đã luộc. Và khi luộc xong ra thì mình phải rửa lại nước lạnh để cho cái cọng bún nó rời rạc ra nha. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta đi từng bước đây. Thì trong thời gian chờ cái này cho nó chín, mình cho là nó chín đi. Đó. Bây giờ này nó mới giữ được lâu quá quý vị. Thì bây giờ mình lấy cái kéo mình sắp cái bún tàu. Tất cả dao kéo trong này đều là sạch sẽ nha. Thời gian này thì chúng ta sắp bún tàu. Đó. Nếu mà việc kỹ cái việc bao tay, nhưng mà bao tay không khéo cắt hầu cái đít cắt mũ luôn ha nghe. Ở Việt Nam thì người ta làm bằng miếng, nhưng mà bên đây tôi làm bằng bún tàu. Miếng cũng được, miếng thì nó trong hơn thưa quý vị. Đó, ý là rửa sạch mà nó cũng còn có dính rớt miếng bụi vô, mà bụi chứ không phải dính cái răng biển. Đó, đây là cái món bún tàu. Trong thời gian đó thì Giang vừa làm thì phải quay lên lại xào một cái để quơ cho nó khét. Nó khét. Tiếp tục chúng ta làm cho nó nhuyễn cái bún tàu ra. Thế không bắt đầu nó nhuyễn lên rồi nghe. Bây giờ củ sắn chúng ta bỏ vào cái thau. Đó, chúng ta đổ ra đây. Đó, cái gì nhớ củ sắn á, làm cách này thì nó rất là đỡ rút dầu. Đó, củ sắn. Bây giờ trở lại đây thì nó khét. Khét. Đó.
chúng ta tắt lửa là vừa, cái này không cần mấy, vì chúng ta cái này thật sự là họ đã làm chín rồi, mình chỉ làm mà đang cho nó giữ độ lâu thôi. Nhưng mà tuy gì đó nó phải là khô, nó phải là chín nóng trở lại đàng hoàng, chứ không ấy thì nó mau hư nghe quý vị đó. Bây giờ cái mục này đã xong, bây giờ chúng ta có thể cởi bao tay ra nha, để một hồi là bao lặp lại. Bây giờ sở dĩ tôi đổ củ sắn vô cho tôi chưa ướp gì hết, nếu chúng ta ướp là nước nó sẽ chảy ra nha, cho nên khoan là ướp. Bây giờ các vị biết cái khâu quan trọng để cho gọi là bì nó thơm á, thì chúng ta phải xay thính nghe quý vị. Phải xay thính nè nghe. Đó, nó xay thính. Thì cái cối xay này nó rất là nghiễn. Chứ có khi mấy cái cối bự mà xay nó không nghiễn bằng á nghe. Đó, bây giờ chúng ta thời gian là chúng ta phải xay thính. Thính tôi đã rang rồi trên cái máy nướng này nè, các vị thấy không? Nè, thính nè, đó. Nó rang rồi nè, thấy không? Đó, bây giờ thời gian này vấn đề chúng ta phải xay thính. Cái từ từ thôi, không có gì phải vội vã hết á quý vị à. Xào đây cái nữa vì cái lò nó bằng điện, cho nên nó nóng một khi nó tắt rồi nhưng mà nó vẫn còn nóng. Bây giờ chúng ta xay thính nha. Quý vị thấy cái cối xay thính không? Thấy không? Cối xay thính thấy chưa? Đó. Chứ mà nó không có nhuyễn thì mấy người già ăn nó dướng răng. Nhất là răng giả nó dướng răng, nó bực mình lắm. Cái đó các vị nhớ cái món hồi nãy tôi làm là cái loại này nè nha. Bây giờ tôi đem đi dẹp nha. Chúng ta đã xay thính. Đó. Bây giờ chúng ta mượn lại cái tô hồi nãy. Tô hồi nãy đựng. Giờ xay tới đâu mình đổ ra tô tới đó thì đó. Đó, được một miếng rồi đó. Thay vì thích đi ra ngoài chợ mua cũng được, nhưng mà hà tiện thì thôi, ở nhà mình rang gạo mình xay. Đó, thấy không? Xay làm gì thì nó thơm lắm quý vị. Sao tới đâu làm tới đó thì nó rất là thơm. Thấy chưa? Thính nó nhuyễn nó thơm không? Quý vị thấy chưa? Thấy thính không? Nhuyễn nó thơm thấy không? Chứ bao nhiêu đây mà đi ra ngoài chợ mua thì có thể nó khoảng 60 đồng thính đó, chứ không vừa đâu nha.
rồi. Mình làm tới đâu mình dẹp tới đó nha. Sang tính xong rút sợi dây điện ra, rút từ từ đàng hoàng. Đó. Rồi bây giờ mình chùi cái này mình dẹp nha. Cái này thì mình rửa nước nó không có gì cho nên rửa nước thì nấy cho nên phải chùi. Đó, mình làm tới đâu thì phải. Tôi nhắc trở lại là làm bếp khéo á, là làm tới đâu phải gọn tới đó. Nó không ngán. Làm tới đâu là phải gọn tới đó thì nó không ngán nha. Làm bếp mà bài tùm lum á là nhà xóm bếp chưa có khéo nha. Tôi nhắc cái đó hoài đó cái các vị. Tôi nói muốn biết cái tính đàn ông á thì xem cái sân nhà. Muốn biết tính đàn bà thì xem cái xóm bếp. Mình làm tới đâu phải gọn tới đó như vậy, thấy không? Đó là tới đâu gọn tới đó như vậy là cái khâu sai sánh mình đã sai xong, phải không? Bây giờ bắt đầu trở qua, bây giờ mình trộn bì nha. Ha ha. Mình trộn bì. Trộn bì thì phải bao tay nha. Trộn bì vẫn bao tay là thứ nhất là nó không có vệ sinh, thứ hai là nó mau thiêu. Cho nên trộn bì là phải bao tay. Đó. Phải bao tay. Đây cái đầu bao hồi nãy đây. Bây giờ trước khi mình bao tay mình trộn á thì cái người khéo mình trộn như đây là mình biết mình để bao nhiêu đường, bao nhiêu bột canh ha. Bây giờ mình bởi vì cái này nó không thể niêm đường được cho nên nó nhờ cái củ sắn khi nó đậm đà thì nó thấm vô cái khoai môn và khoai tây nha. Cho nên như vậy mà một lòng niêm cái này phải gấp 3 lần. Ví dụ hai cái này thường thường mình niêm là một muỗng đường cái gì đó, một muỗng đường, nhưng bây giờ nó có hai bao cái phần này nó gấp 3 lần. Còn ai ăn thêm kiểu miền Tây ngọt có thể gấp 4 lần, thấy không? Bây giờ nè, một lần nè, hai lần nè, cái này là đường nha quý vị, ba lần nè, ăn thêm cái miền Tây cho nên thêm lần nữa nghe là 4 lần đó, là nó ngọt, vị ngọt đó. Giờ tôi xài đường là tôi xài đường mía, tôi trộn cái đường cắt trắng nha cho nó đó. Rồi xong phần đường mình nên quen không cần ấy. Bây giờ đúng ra là không có sử dụng bột ngọt nhưng mà vì á nếu mình nêm bột canh nhiều quá nó cũng không tốt cho nên phải có thêm một tí bột ngọt nha quý vị, thêm một tí để mình giữ cái độ đó thôi chứ không được nhiều nha, chút xíu thôi đó. Rồi cái nào rồi là cắt nha. Nêm khéo không cần mà nêm tới nêm lui một chút một miếng muối nè đó. Rồi bây giờ tới bột canh nè, hồi nãy 4 muỗng đường thì bây giờ phải là 2 muỗng bột canh nha. Nè 1 muỗng nè, 2 muỗng mà không được đầy quá, 2 muỗng là thấy chưa. Rồi như vậy nếu không có bột ngọt thì phải 3 muỗng bột canh, nhưng vì có bột ngọt bây giờ tôi bao tay vô bắt đầu trộn nghe. Bây giờ trộn là củ sắn nó sẽ ra nước. Các vị nhớ củ sắn tôi làm cái kiểu vậy á thì nó không có khô lắm, bì nó không có khô lắm. À, bây giờ tôi trộn nè. Trộn cho nó đều. Thì trong khi trộn đều vậy đó thì bắt đầu củ sắn hay nó thấm bột ngọt, nó thấm muối, nó thấm kia là nó ra nước. Cho nên bắt đầu mình đổ cái này vô liền. Thấy chưa, đây là khoai tây. Khoai môn nè, khoai môn là cái trắng trắng nè, có gì thấy không? Này là khoai môn nè. Thì đúng có khoai lang nữa thơm. Kỹ nhất làm bì là không có ruột cà rốt nha. Quý vị không biết làm theo kiểu hầm bà lằng sáng cấu. Làm bì mà cà rốt là đồ không biết làm. Tôi nói thẳng, bì là không có cà rốt. Bì chỉ khoai môn, khoai tây chiên giòn như thế này đây. Và củ sắn thôi. Trong thời gian này mình phải làm cho nó nhanh để thôi cái củ sắn nó ra nước vàng vàng.
Đó, bây giờ như vậy thì nó thấm vô mấy cái này nè quý vị nha. Đó, nó thấm vô. Thấy không, nó thấm vô phai bôn. Phai tay nó dò, bắt đầu nó dịu xuống từ từ nè. Nhớ đừng có làm mạnh quá nó gãy nát bét nha. Làm nương nương đó. Đó, con thấy ngon chưa? Quý vị thấy ngon chưa? Rồi bây giờ theo đúng là mình để tà hũ, mà không để tà hũ như tôi đã nói là mình sử dụng cái này. Thì mình để cái này vào nhé. Để cái này vào, đó. Nhưng mà đúng là phải để cho nó nguội nha các vị. Nó nóng thì thường đó. Chứ lại để nó nguội mới được, nhưng mà thôi kệ. Mình làm ăn liền mà. Nhặt tới đâu là gọn tới đó vậy đó nghe. Đó là người biết nấu ăn. Rồi bây giờ mình để bún tà vô nghe. Nhớ bún tàu có gì phải luộc cho nó mềm, chứ ngâm rồi nó cứng lại nha. Luộc cái đó sôi lên rồi đổ ra nước lạnh thì nó sẽ rời ra, là thấy không? À, nếu ở ngoài đài á thì quý vị làm cho nó dầu, cho nó mướt lên nó đẹp. Nhưng mà tại vì tôi sợ dầu cho nên tôi làm không có dầu nào, quý vị thấy rõ ràng không dầu không? Chứ để quý vị nói sao thầy làm gì cũng dầu rõ ràng, thấy không? Tôi rút ra trên nó không có dầu, quý vị thấy chưa? Quý vị thấy sao bì không? Nó không có thấy dầu, thấy chưa? Còn nếu mà không thì phải làm cho nó mướt rượt nó mới đẹp. Nhưng mà vì tôi rất là sợ dầu, bởi mình tôi chiên tôi cũng rút dầu ở trên rồi, thấy không? Thấy chưa? Đó, tôi đã cho cái gì thấy tôi có niêm không? Tôi đâu cần niêm đâu. Mà tôi bảo đảm cái gì là vừa ăn. Quen mình biết bao nhiêu thì mình niêm bao nhiêu mình biết rồi. Chứ không phải cứ hồi bóc cái niêm, hồi bóc cái niêm thành ra cái người đó nấu ăn chưa khéo. Cái người không cần niêm mà nó vừa đó thì cái đó là mới gọi là hay cái nấu ăn. Cái này bỏ vô đá xong là nó sẽ rời ra, nó rất là đẹp. Bây giờ có gì thấy nó ướt, bởi vì mình ở Mỹ thì cái gì cũng bỏ vô đông lạnh hết á. Rồi bây giờ đều rồi nha, bây giờ bỏ thính vào nghe. Bỏ thính vào trộn đều là xong món bì nha. Quý vị có thể bánh mì, quý vị có thể ăn cơm tấm bì chả, quý vị có thể bì cuốn, bì bún, gì đó, món gì quên rồi, món gì, canh, gì quên rồi, tự nhiên có xài bì nè. Bánh mì bì, thấy chưa? Quý vị thấy đẹp không? Đó, xính ra mình đó thì đúng ra theo lẽ vàng một chút nữa cũng được. Nhưng mà vàng quá nó khét thì ăn nó độc, cho nên tôi không dám để vàng mấy. Quý vị nhớ như vậy á, là bì này để trong đông lạnh ăn 2 tháng không hư. Đó. Rồi. Bây giờ tôi thử coi cái quý vị coi, tôi không hồi nãy giờ tôi không từng niêm biết không? Bây giờ tôi niêm nè, thử coi vừa không nha. Tôi bảo đảm quý vị coi vừa không nha.
rất là vừa ăn, rất là vừa ăn, không còn không cần niêm tới niêm lui nữa, rất là vừa ăn đó quý vị. Đó là cái người nấu khéo, chứ không phải một cái hồi và cái bóc lũng, hồi bóc lũng, hồi bóc lũng. Mình không nên như vậy, nói vậy nó mất vệ sinh, thấy không? Nấu khéo như là bắt rất là vừa ăn, thấy không? Rồi bây giờ để cho nó lâu, thì bây giờ chúng ta bỏ vô đặt, ta bóc vô túi bịch mũ, chúng ta cắt vô tủ đông nha. Rồi mình chừng nào mình ăn á, mình lấy ra đó. Bây giờ tôi bỏ vô bịch mũ cho quý vị coi nha, rồi bỏ vô tủ đông. Như vậy là cái món bì này tôi nói quý vị là ăn rất là nhiều kiểu nha. Bánh tằm bì, cơm tấm bì, bánh mì bì. Nè, bỏ cho cái túi như thế này, rồi bỏ vô tủ đông. Giờ nó đã nguội rồi, nhớ khi bỏ vô đông, cái gì nó đã nguội rồi. Đừng có bỏ chặt quá, vậy được rồi, đó. Quý vị thấy không, đồ chai làm rất là ngon, thấy chưa? Và tôi lưu ý với các vị là các vị thấy là tôi đâu có dầu mứt lượt đâu. Làm mà dầu mứt lượt ăn rất là độc, tôi không có cần dầu. Ngoài đời các vị còn khử hành, các vị còn trang vô cho dầu mứt lượt, mình không. Đó các vị thấy không, là mà tôi bảo đảm các vị mà ăn không ngon đó là các vị đã rầy tôi đó. Thấy chưa? Không có dầu. Đó, thử cái thao này đó là được mấy bịch nha. Một bịch thì chứ ra ngoài mua 5-6 đồng bạc đó quý vị. Ba, thử ra thao thì mấy bịch nha. Như vậy còn thao về 8 bịch. 8 bịch bì. Bây giờ lỡ cái túi ít, túi cuối cùng nó ít quá, mình tha cái túi kia ra. Đó, 8 bịch bì thấy không? Quý vị thấy cái tôi làm rất đơn giản không? Mà bà ăn nó không có độc, mà nó ăn ngon nữa. Bỏ bịch nè, hai bịch nè, giờ mình lấy bớt cho nó đều. Ở ngoài đời á thì các vị bán là 10 đồng một phao hay gì đó, hay là 9 đồng 8 đồng gì một phao đó. Thấy không, đó là đẹp không? Rồi đó, như vậy là các vị thấy là xong cái món bì rồi nha. Đó, các vị thấy xong món bì chưa? Rất đơn giản, không độc hại, không dầu, không bột ngọt nhiều. Các vị thấy nãy tôi để chỉ có một chút bột ngọt thôi, thấy không? Rất là xong món bì. Rồi bây giờ tôi chuẩn bị qua làm cái món là mì căng. Mì căng khìa xả ớt, thấy chưa? Mì căng khìa xả ớt.
đó, nhưng mà thôi không không chưa chỉ bữa nay đâu, bữa nay chỉ món bì thôi. Đó, một ngày lâu lâu tôi chỉ món vậy đó, mì canh khìa sả ớt là tôi sẽ làm món xá xíu nữa nè, xá xíu nè, thấy chưa, xá xíu đó, tôi làm mắm rốt hôm qua đó nè, ngâm bột bột mì canh làm xá xíu rồi nè, thấy chưa đó. Rồi thôi thì chào quý vị nha. Như vậy tôi chỉ món bì rất rõ ràng. Nhớ món bì chay là không có tàu, không có cà rốt nha. Cà rốt mà làm món bì là coi nó rất là vô duyên nha. Bởi vì lý do thường thường đó, ăn bún bì chả giò thì trong chả giò bắt buộc phải có cà rốt rồi. Mà làm món bì mà có cà rốt đó là không có được, không có ngon. Bì chỉ có quan trọng là củ đậu, hay là gọi là miền Nam gọi là củ sắn. Mà củ sắn chúng ta tỉa ra, chúng ta chiên cho vàng, cho chín rồi chúng ta lạng. Chứ không nên mà sắc nhuyễn rồi chiên, nó dầu nó rút dữ lắm ha. Rồi đó là món bì nha. Rồi tới đây tạm ngưng nha.